Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành Được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần Trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyền 7 Mang tên Tu Di Trường Sinh Đây cũng là quyền cuối của bộ hậu truyện biệt đội săn quỷ Khi Thành đọc hết quyền 8 này ấy, thì Thành sẽ sang đọc và biến chuyện nha. Chuyện do tác giả Trần Đào viết. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn nhóm dịch mắt nịt và bạn Nguyễn Thị Mì. Nguyễn Thị Mì là người hầu như bê ta hết bộ chuyện này cho chúng ta. Nghĩa là từ chính truyện quyển 1 cho đến hết hậu truyện quyển 8. Xin cảm ơn Nguyễn Thị Mì rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Chương 1. Giờ khóc giờ cười. Người dịch Nguyễn Thị Mì thấy Hoàng Nhiên Tôi mầm cười hề hề đi tới và nói <laughs> À còn không phải là đang bàn nhau Phải dỗ cô em nhà họ thiệu như thế nào sao Không phải tôi nói chứ Trước khi về đây Chúng tôi còn bị cụ ngô Dọa cho một chặp Nếu mà không dỗ được Kheo tôi phải để cho ớt hiến thân đấy Cho thiệu nhất nhất mấy lời ngọt ngào một chút Tôi không tin ớt lại không bằng ông già Đã sống cả ngàn năm đấy Dù biết Tôn Mập đang nói nhảm nhưng tôi vẫn cảm thấy khá sợ hãi Đang muốn phân bùa với Hoàng Nhân Thì anh Hoàng chợt cười ha hả Rồi nói với Tôn Mập <laughs> Tôi còn tưởng hai anh Đang bàn xem có nên mở thêm công ty gì đấy cơ Ví dụ như Mở lại dân điều cục chẳng hạn Ngày trước anh muốn giải thể dân điều cục Nên tôi mới đóng cửa ủy ban Nếu dân điều cục tái thành lập Thì khá là bất công với tôi Phải không Đại Thánh dù Hoàng Nhiên vẫn cười rất chân thành khi nói những lời này Nhưng bất cứ ai cũng nghe ra ẩn ý bên trong Dân điều cục sắp được thành lập lại ha Tôi mầm trợn mắt lên Ra vẻ vô cùng khó tin nhìn Hoàng Nhiên Sau khi thở ra một hơi Cậu ta nói tiếp à, Anh Hoàng à Anh nghe tin này ở đâu đây Mà khoan đã Đừng bảo có người đến mời anh đi nhận chức Cục trưởng của cơ quan dân điều cục mới này nha Không phải tôi nói chứ Tôi biết là ông xếp lớn trên bộ đã coi trọng anh từ lâu rồi mà. Từ trước đến giờ, tôi và anh ta không hợp nhau. Lần này lại lừa được tôi để mang anh đi. Vậy có phải từ sau tôi phải gọi anh là cục trưởng Hoàng hay không nhỉ? Chào lúc tôn bẩm nói. Hoàng Nhiên vẫn luôn chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu ta. Sau khi tôn Bập nói xong, Hoàng Nhiên cười rồi lắc đầu đáp: Sao vị trí đấy có thể đến lượt tôi được chứ? chuyện này tôi có thể thề nếu dân điều cục tái thành lập tôi cũng đành phải gây dựng lại ủy ban bên kia thôi tuyệt đối không có chuyện nhận lấy nửa cây chức vụ trong dân điều cục nhưng vị trí cục trưởng của dân điều cục mới này không phải chính là đại thánh anh đấy chứ à thì vậy tôi cũng xin thề hoàng nhiên còn chưa nói xong tôi mậm đã cắt ngang lời nếu tôi nhận chức cục trưởng của dân điều cục mới thì sẽ bị trời giá ngu lôi vào đầu thề như vậy đã đủ chưa khi nhắc tới hai chức cục trưởng tôn mầm còn cố ý nhấn mạnh theo tôi thấy thì hẳn cậu ấy đang cố gạt bỏ mối quan hệ giữa chức cục phó của cậu ta và chức cục trưởng kia nghe tôn mập thề xong vẻ mặt hoàng nhiên liền trở nên quái dị anh ta nhìn chằm chằm vào tôn mập hồi lâu rồi đột nhiên bật cười ha hà <cười> à, tôi chỉ đùa chút thôi mà không ngờ đại thánh lại làm thật đấy Hoàng Nhiên vừa dứt lời Cửa chính của công ty lại mở ra Cô con gái nuôi của anh Hoàng xuất hiện Sau khi nhìn thấy tôi và Tôn Mập Quan trì tỏ ra hơi bất ngờ Nhưng ngay lập tức trở lại bình thường Khẽ gật đầu chào chúng tôi Với một nụ cười Rồi mới nói với Hoàng Nhiên "Di giả và mọi người đều đã đến rồi Còn gọi mấy cuộc điện thoại nhắc nữa Nếu ta không đi Thì sẽ muộn Nghe được quan trì nói như vậy Tôi mập nhìn Hoàng Nhiên mỉm cười nói anh Hoàng à, có bữa tiệc gì đây? Tôi với ơn cũng vừa mới về, còn chưa ăn gì. dẫn bọn tôi đi ăn ké có phiền không? Để lát sau đi. Bữa cơm hôm nay không thích hợp với các anh. Hoàng Nhiên đáp. Hôm nay tôi mời toàn bô lão của ủy ban. Anh không biết họ sẽ có phản ứng gì khi thấy anh rồi đấy. Nếu chồng thấy anh thì khả năng hủy luôn bữa cơm này rồi. Nói đoạn, Hoàng Nhiên như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Nói tiếp với Tôn Mập. À phải Có chuyện muốn báo với anh Công ty bị mất đồ Dù đều là những thứ vô giá trị Nhưng anh cũng biết bản chất của công ty chúng ta rồi Anh vào đó xem mình có mất mát gì không nha Anh Hoàng nói thêm vài lời khách sáo Rồi mới lên xe cùng với quan trì Và nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt quan sát của hai chúng tôi Tôn Mầm hiếm khi thở dài Rồi mắt theo chiếc xe của Hoàng Nhiên Sau đó quay sang bảo tôi Cậu đã biết chứa ngại lớn nhất của chúng ta Là gì chưa hạ ơn Tôi cũng thở dài theo cậu ấy à, Mấy năm này ăn chung một nồi cơm với anh Hoàng Cũng đầy sinh cảm tình Nếu dần điều cục mới được thành lập Mà anh Hoàng xác định sẽ trở mặt với chúng ta Vậy khó đảm bảo bữa cơm anh ta mời Tất cả những người cũ của ủy ban hôm nay Không phải là bước đặt nền móng cho việc Gây dựng lại ủy ban của bọn họ Nhà anh ta đã điều hành Ủy ban tôn giáo từ đời ông ngoại rồi Đại thánh à Tôi nói thật nha Người ta có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều Trong lĩnh vực cây dựng này đấy Tôi mập nặn ra một nụ cười với tôi <cười> Đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi à, Không phải tôi nói chứ Nếu anh Hoàng cũng có một đám người Và xây dựng lại ủy ban Vậy thì chúng ta sẽ quay lại tình trạng Như hồi có dân điều cục ấy Tiếp tục đối đầu với ủy ban Lần này có lẽ không chết không dừng đâu Giờ một tên hương Bắc Đã đổ cho chúng ta đau đầu rồi Lại thêm một ủy ban nữa Mà nếu bọn họ kết hợp lại Nói đến đây Tôn Mập ngừng lại Hiệp cặp mắt nhỏ nhìn về phía chiếc ô tô của Hoàng Nhân Nhìn một lúc mới chậm rãi nói tiếp Mấy năm này Anh Hoàng đã biết hết cách làm việc của tôi rồi Nếu thật sự trở mặt Tôi chưa chắc đã có phần thắng đâu Hiểm khi thấy Tôn Mập nói điều gì đó thiếu tự tin như thế Nói xong còn thở dài thường thượt Rồi mới quay vào trong công ty cùng với tôi Hiện tại đã sắp tới giờ tan sở Mông Kỳ Kỳ và Trương Tri Ngôn Đã thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị đi ra ngoài Đi thấy chúng tôi trở về thì chào hỏi mấy câu Trước khi bọn họ rời đi Tôn Mập nói với Mông Kỳ Kỳ À, Mông Đại Tiểu Thư Tôi vừa gặp anh Hoàng ngoài cửa Nghe nói tôi hôm nay anh ta mời mấy người già của ủy ban các cô đi ăn cơm. Tôi nghĩ cô và Trương Cả Lâm sẽ đi cùng cơ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ khách sạn anh Hoàng đặt tiệc không hợp khẩu vị hai người ư? Hoàng Niên có mời tôi và Chi Ngôn đến dự. Mông Kỳ Kỳ trả lời với vẻ không quan tâm. Nếu anh ta mời toàn các bậc cha chú của chúng tôi, đến đó chỉ ngồi nghe rồi dạ vâng, có gì hay đâu chứ. Tôi và Tri Ngôn đều từ chối rồi Cơ mà mấy hôm nay các anh sao thế Hoàng Nhiên bắt đầu liên hệ Với người của ủy ban từ một tuần trước cơ Tôi hỏi anh ta định làm gì Anh ta lại bảo tôi đi mà hỏi anh Tôn mập bà Có phải hai người các anh định tách ra hay không đây Làm gì có chuyện đấy Cô nghĩ nhiều quá rồi Tôi mập cười hề hề Anh Hoàng càng ngày càng già Bắt đầu nhớ những người cao tuổi bên ủy ban nên gọi bọn họ đến họp mặt Đâu có gì là lạ đâu Nói rồi cậu ta tìm một câu chuyện cười Để làng sang đề tài khác Mông Kỳ Kỳ và Trương Tri Ngôn vội tan làm Chỉ dặn tối qua công ty bị mất đồ Bảo chúng tôi vào kiểm tra các thứ Rồi đừng ai nấy đi Tôi theo tuần bẩm quay về văn phòng của cậu ấy Sau khi dùng chìa khóa mở cửa Chúng tôi thấy cả căn phòng chất đống Những đồ phế phẩm lụn vụn Có đồ ăn vặn của quan trì và mông kỳ kỳ có thanh giá của Hugo, thuốc lá trương chi ngôn và mấy thứ kỳ quặc của Ngô Liên Hoàn. Nhưng đa số là những thứ nằm trong văn phòng của Hoàng Nhiên. Hay có thể nói là khoáng sạch đồ của anh ta đi rồi. Một đống lông xù đang nằm ngủ khìn khìn trên bàn làm việc của Tôn Bập. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa của Tôn Bập, nó lập tức bỏ dậy rồi kêu lên hai tiếng với cậu ấy. Sau đó tuột khỏi mặt bàn, nhảy nhót lại gần Tôn Bập, rồi chia bàn tay nhỏ đang nắm chặt một nắm tiền lẻ ra. Tôn Mập bây giờ đã hoàn toàn câm nín. Thế còn mà lồng vân đàng dương cặp mắt to lên ngóng trông mình. Cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi. Ơn, hay là cậu giữ nó giúp tôi nha. Anh Hoàng bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Hẳn mọi thứ trong phòng anh ta đều đã bị chuyển đi hết. Nếu là tôi thì tôi cũng sinh nghi không hiểu thế nào. Đây đâu còn là trộm nữa mà là chuyển nhà mới đúng chứ. Bảo sao anh Hoàng tự nhiên trở mặt Hòa ra vấn đề Nằm ở chỗ con danh con này Tôi nhìn con ma lông Rồi bật cười đáp <cười> Thôi họ hàng nhà cậu Để tôi nuôi đâu có được chứ Tôi vừa dứt lời Thì di động của tôn mập đổ chuông Cậu ta nhăn nhó móc điện thoại ra thấy tên hiển thị trên màn hình liền sửng sốt sau đó bắt máy Không phải tôi nói chứ Mới chia tay con nửa tiếng Mà đã nhớ nhau rồi sao Mời các bạn nghe tiếp chương 2 Có ma Người dịch Nguyễn Thị Mì Người gọi là anh Trịnh Tôi có thể nghe thấy anh ta nói với Tôn Mập qua điện thoại Cậu nằm mơ à Thư ký An có chút việc muốn nhờ Đợi đấy để tôi chuyển điện thoại cho thư ký An Một lát sau Người nói trong điện thoại đổi thành thư ký An Ông ta nói vài lời lịch sự Rồi mới vào đề tài chính Cậu phó Tôn à Tôi biết lúc này anh đang bận chuẩn bị cho đơn vị mới Đàn lè không nên làm phiền anh vào lúc này Để những người xung quanh tôi Thật sự không hiểu được điều đó Nghe tới nghi lùi Thôi thì vẫn phải làm phiền anh Việc này hơi phức tạp một chút Nó có điện thoại thì không tiện Hay là tới khách sạn mà chúng ta gặp mặt lần trước nhé Đúng rồi Là nhà hàng mẫu đơn đình đấy Đợt tiếng nữa tôi và anh Vương chờ anh ở đó Nói xong Thư ký An liền cúp điện thoại đông là càng dối thì càng lắm chuyện mà Tôi mập bất lực cười lại nói với tôi Không phải tôi nói chứ Ơ ờ à Không biết chuyện to tát gì Mà có thể khiến thư ký An mở mồm cầu cạnh ngay như thế Chắc chúng ta không từ chối được đâu Nói đoạn Cậu ta cúi xuống nhìn co ma lông Vân đang lau nhà lau nháo kêu dưới chân mắng Không phải tao nói chứ Mấy ngày này mày đừng ăn trộm cái gì Cứ nằm im chờ tao về đi Chẳng biết mà lòng có thể nghe hiểu hay không Cậu ta nhắc nó lên ghế sofa Sau đó rời công ty cùng tôi Lại xe về phía khách sạn Mà chúng tôi gặp thư ký An lần đầu tiên Sau gần nửa tiếng Tôi và Tôn Mập bước vào phòng riêng Của nhà hàng Mẫu Đơn Đình Anh Trịnh và thư ký An đã đến Ngồi cùng hai người họ Còn có một người đàn ông chạc tuổi tứ tuần Sau khi nhìn thấy hai chúng tôi Thư ký An đứng lên trả hỏi mấy lời khách giáo Rồi giới thiệu về người đàn ông chạc tuổi mình vị này là con trai ông chủ nhà trọ thời tôi tới đông bắc tham gia đội sản xuất cách đây ít năm công tới thủ đô kiếm sống mấy năm gần đây buôn bán bất động sản khá tốt vài ngày trước có chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà ông ấy đáng lẽ không nên làm phiền các anh đâu nhưng chuyện này không làm phiền thì không được đấy nói tới đây thư ký an quay đầu nhìn về phía người đàn ông vương tấn tôi đã tìm người tới cho anh có chuyện gì thì tự anh nói với hai vị ấy đi Khi thư ký An bà lời Người đàn ông tên Vương Tấn kia Mới cười bồi bước tới gần Và kể lại chuyện quái lạ Xảy ra trong nhà ông ta cho chúng tôi nghe Chúng tôi cũng không lạ gì Người đàn ông tên Vương Tấn này Có thể nhìn thấy ông ta trên báo đài hàng ngày Ông ta cũng coi như Chủ thầu số 1 số 2 Trong giới kinh doanh bất động sản của Bắc Kinh chưa từng rời khỏi top 10 đại gia giàu nhất mấy năm nay Hơn một năm trước Ông chủ vương mua một mảnh đất Ở vùng quê đông bắc của ông ta Dự định ban đầu là quay lại Chờ giá đất tăng lên Sẽ bán đi kiếm lời Ai ngờ vừa mua được mấy ngày Thì chính sách bất động sản thay đổi Mảnh đất trống này phải được đưa vào sử dụng Nếu không sẽ bị quốc hữu hóa Trong lúc vội vàng Ông chủ vương không nghĩ ra Nên làm gì với mảnh đất này đã thế thị trường bất động sản tại khu vực ấy lại đang ế ẩm trong lúc bi quá ông chủ vương đã xây lên một căn biệt thự tại mảnh đất có diện tích không nhỏ này bất kể thế nào thì làm như vậy cũng đã được tính là sử dụng mảnh đất này rồi chờ mấy năm giá đất tăng lên ông ta sẽ bán cả nhà cả đất đi tiền lợi lại tăng thêm một chút chỉ vài ngày trước căn biệt thự của ông chủ vương hoàn thành quá trình xây dựng trước ngày khánh thành ông chủ vương đã mời hết tất cả họ hàng thân thích của mình tới ăn mừng một bữa theo tục lệ địa phương. Sau đó còn muốn giữ những người này ở lại một đêm. Dựa theo cầu của các cụ trong vùng thì là để cho căn nhà mới có thêm hơi người. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Đám họ hàng nhà ông chủ vương 10 người thì say hết chín. May là tòa biệt thự của ông chủ vương nhiều phòng. Mỗi người và một phòng vẫn thừa. Chính ông chủ vương cũng say đến quắc cần câu. Nằm đến nửa đêm Thì hơi rượu trào lên Sau khi vào nhà vệ sinh nôn ọe, Nôn xong đứng dậy Thì nhìn thấy có một người phụ nữ Mặc áo trắng Đang đi phía sau mình ở trong gương Máu mắt, máu mũi, máu mồm, máu tay của người phụ nữ Đang chảy ra dòng dòng Miệng lúc khép lúc mở Như là đang nói chuyện với ông chủ vương Dù ông chủ vương có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa Thì lúc này cũng tỉnh hẳn Ông ta sợ đến run lập cập Không thể làm được gì Càng không thể quay đầu lại Chỉ nhắm hai mắt Lê hơi hét thật to Có mà cứu tôi với Khi đám họ hàng và những cấp dưới Chưa uống nhiều rượu của ông ta chạy vào trong phòng ngủ Ông chủ vương đã bất tỉnh nhân sự Mọi người rối loạn bồn hồi Mới đánh được ông chủ vương Vừa tỉnh Ông ta liền hò hét ẩm ý như người điên Trong nhà vệ sinh có mà Có mà thế nhưng mọi người lấy hết can đảm đi kiểm tra một vòng quanh nhà vệ sinh, cô không thấy con ma mà ông chủ vương nói ở đâu cả. bọn họ liền cho rằng ông chủ vương gặp ảo giác vì chưa tỉnh diệu. song bây giờ ông chủ vương nhất quyết không dám ở lại nơi này nữa. ngay trong đêm đã yêu cầu nhân viên đưa mình vào thành phố thuê một phòng hạng tổng thống để ngủ. thế nhưng ông chủ vương thực ra không dám ngủ nữa, đợi nhân viên ngồi canh cho đỡ sợ mới chống chọi được tới sáng. Sau khi trời sáng, men rượu trong ông chủ vương cũng đã tan đi hết. Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua, lại thêm mọi người bên cạnh liên tục khuyên nhủ. Ông ta đã uống quá say, nên đi đầm khăn lau tay trong nhà vệ sinh thành một người phụ nữ mặc đồ trắng. Bây giờ ông chủ vương cũng cảm thấy hoang mang. Chả lẽ tối hôm qua, ông ta thật sự hoa mắt vì uống quá nhiều sao. Ngay khi ông chủ vương bắt đầu tin rằng trên thế giới này chẳng có ma quỷ gì sất tiền giữ đầu tiên ập đến một người anh em họ của ông ta lên cơn đau tim cấp tính trong lúc ngủ tại biệt thự đêm hôm qua sáng nay mọi người vào gọi ông ta đi ăn mới phát hiện thì người đã lạnh rồi giờ trong biệt thự đang rối ren cả một bữa tiệc rượu ấm cúng bông chốc hóa thành thảm kịch trong lúc ông chủ vương cuống cuồng quay về biệt thự tiền dứ dồn dập keo đến như đã thông nhất với nhau từ trước bắt đầu từ người anh em họ chết vì nhồi máu cơ tim kia. Khi xe cấp cứu chuẩn bị đưa ông ta tới bệnh viện để xác định nguyên nhân tử vong. Người chết vốn đà nổi vết thi ban đột nhiên nhảy khỏi cáng cứu hộ rồi chạy loạn xà trong phòng khách rộng hơn 100 mét vuông của biệt thự. Một ông bác hơn 70 tuổi của ông chủ vương điền thấy cảnh ấy sợ đến chết. Cùng may người chết chỉ chạy loạn một lúc thì ngã xuống sàn. Thế đừng chỉ cần như vậy đã khiến đám họ hàng thân thích của ông chủ vương sợ mất nửa cái mạng. Lúc này, người trên xe cấp cứu cũng không dám động chạm vào tử thi nữa. Trong lúc đám người đang dối ren, bi kịch lại xảy ra. Em trai của ông chủ vương gọi điện thoại cho một vị bán tiên nổi tiếng của địa phương. Dưới sự chỉ đạo từ xa của vị bán tiên này, em trai ông chủ vương bông có dũng khí dẫn người đến khiêng hai tử thi này ra ngoài sân. Dưới trời quang nắng chiếu dù có thật sự là ác ma gì Cô không dám hại người Khi em trai ông chủ vương Đang cố bỏ ra nhiều tiền Để tìm người dám đưa hai thi thể đến bệnh viện Người khiêng xác của ông anh họ kia bỗng cảm thấy ai đó kéo chân mình Trọng tâm của người này liền đổ về phía trước Bất chỉ bất giác đang ngã à đúng vào tử thi Cô không hiểu sao lại trùng hợp như vậy Khi người này ngã xuống Phần cổ đặt đúng vào miệng của xác ông anh họ kia một người đứng gần đó nhìn thấy rất rõ Khi người kia ngã xuống Miệng của ông anh họ bất ngờ mở ra Để lộ hàm răng sắc nhọn Như là lưới dao bên trong Trong bữa tiệc rượu tối hôm qua Nhiều người đã nhìn thấy ông anh họ này Dùng răng cậy nút chai Dù như thế không phải là khen răng tốt Nhưng chắc chắn không phải sắc như thế này Sạc ông anh họ kia Chỉ há miệng ra mà thôi Không có thêm bất kỳ hành động nào khác nhưng chỉ cần như vậy Cũng đã khiến cho mạch máu ở cổ của người kia Bị cớ đứt Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng có tác dụng Nhân viên cấp cứu nhanh chóng Đưa người đó vào trong xe Thế nhưng khi lái xe của xe cứu thương Chuẩn bị cho xe lùi ra ngoài Đôi mắt của anh ta Bị thứ gì bịt kín Trong lúc bối rối Người lái xe này cảm thấy bên chân Đang đặt hở vào chân ga Đột nhiên dậm mạnh xuống Chiếc xe cứu thương lập tức lao về phía sau đâm chết một ông cậu ở phương xa của ông chủ vương tới ăn trực bữa tiệc rượu này. Bây giờ, gần như tất cả mọi người đều nhớ tới tiếng hét thất thanh như phát điên của ông chủ vương đêm qua. Có mà! Hết trường thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ ba mang tên Cơn ác mộng của ông chủ vương, người dịch Nguyễn Thị Mì. Lần này gần như tất cả mọi người đều tin rằng trong nhà ông chủ vương có ma. Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu trong bệnh viện, người bị hàm răng của tử thi cứa vào cổ cũng qua đời vì mất máu quá nhiều. Khi ông chủ vương dẫn người chạy đến, trong biệt thự đã là cảnh khóc lóc thê lương. Ông chủ vương rất giàu có, lại càng không tiếc gì với họ hàng thân thích, lập tức chi ngay một khoản lớn để bồi thường gia đình người quá cố. Tuy thế, kể từ ngày xảy ra thảm kịch, Chuyện ma quái trong căn biệt thự này vẫn luôn là nỗi khúc mắc lớn trong lòng ông chủ vương. Sau chuyện ở biệt thự, ông chủ vương bắt đầu đi tìm kiếm những vị đại sư và bán tiền được người ta đồn đái bên ngoài. Cô không thể nói những người này đều là bọn lừa đảo. Có một số người được ông chủ vương đưa đến biệt thự. Những người này hoặc là vừa bước vào biệt thự hoặc thậm chí còn chưa vào cửa mới đứng ở trong sân vẻ mặt đã vô cùng xấu dù đông người nhiều ý kiến khác nhau Nhưng đều có chung một ý nghĩa Nói rằng trong căn biệt thự của ông chủ vương Có ám khí trùng thiên Dù đang là giữa ban ngày Họ vẫn có thể cảm nhận được hồn ma trước quỷ Đang di động bên trong Không những thế Chúng còn không phải ma quỷ bình thường Để khẳng định lời nói của mình Một vị truyền nhân của phái Mao Sơn Đã dựng lên một tòa pháp đài trước cửa biệt thự Rồi bảo ông chủ vương Giải tan đám đông đang đứng vây xem Vị truyền nhân phái Mao Sơn kia Đặt một mâm đổ cúng Hai cây đèn cầy màu trắng Một cây nhang cao 3 mét Và ba cây cờ lệnh màu vàng cam Sau đó vị truyền nhân Mao Sơn Tuổi đã gần thấp thập này Bỏ lên trên đài cao Bắt đầu làm phép dưới ánh mặt trời chiếu rọi Ông ta đốt vài ba lá bùa Niệm chú thi pháp Đúng lúc này cánh cửa chính vốn đang đóng chặt Của căn biệt thự bỗng bật ra như thể bị một ai đó đã mạnh từ bên trong Ông chủ vương cầm kính viên vọng Đứng từ xa tận mắt nhìn thấy một luồng khí đen từ trong nhà Bay thẳng đến đài luyện phép Của vị truyền nhân Mao Sơn kia Ông ta loang thoáng nhìn thấy Hàng chục bóng người Quấn trong luồng khí đen này Những bóng người ở đầu tiên Chính là người họ hàng mới chết trước Của ông chủ vương Và người bản thân bị cưa đứt cổ kia Luồng khí đen quân theo vô số bóng người xông ra khỏi cửa biệt thự bị ánh mặt trời chiếu vào có tiếng gào thét thấu tim gan vang lên từ trong khí đen bông lên một làn khói trắng mờ ảo rùa khí đen lập tức chui vào trong biệt thự tránh khỏi ánh mặt trời cánh cửa chính một lần nữa đóng chặt nếu như ông chủ vương không tận mắt nhìn thấy thì bất cứ ai kể với ông ta chuyện như vậy ông ta cũng sẽ cho đó là chuyện vớ vẩn mục tiêu ban đầu của vị truyền nhân phái bao sơn kia chỉ là để ông chủ vương nhìn thấy sự hung hãn của ma quỷ bên trong căn biệt thự. Ai ngờ về sau người này lại nổi lòng khoe khoang, cố tình muốn thể hiện đạo pháp của mình trước mặt ông chủ vương. Chuyển nhân phái Mao Sơn lấy ra một sâu tiền cổ được buộc bằng dây đỏ. Sau khi niệm chú, ông ta ném sâu tiền vào trong biệt thự, rồi run ba cây cờ lệnh cắm trên đài làm phép ra, vùng lên định ném vào trong cửa chính cùng với sâu tiền cổ. Đúng thời điểm này, cửa chính của căn biệt thự bật mở. Luồng khí đen bàn nãy một lần nữa, lao thẳng tới đài làm phép của thuật sĩ Mao Sơn kia. Chuyện nhân Mao Sơn, điền như không lường tới chuyện luồng khí đen này, sẽ quay trở lại. Trước khi kìm tung ba cây cờ lệnh ra, luồng khí đen kia đã ập vào mặt ông ta với một tốc độ kinh người. Trong cơn kinh hãi, vị chuyện nhân phái Mao Sơn kia không kìm suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người nhảy khỏi bục làm phép cao mười mấy mét kia. Trước khi nhảy xuống, ông ta vẫn kịp ném ba cây cờ lệnh vào luồng khí đen đang xông về phía mình. Cờ lệnh tiếp xúc với khí đen thì phát nổ. Tiếc thầy cho vị chuyển nhân phái Mao Sơn, tuổi đã gần thất thập kia, vẫn đang trên đường nhảy xuống, bị vụ nổ thổi bay ra ngoài. Sau tiếng nổ, luồng khí đen kia lại rút vào trong biệt thự. Cửa chính của biệt thự lại đóng chặt. Đệ tử của vị chuyển nhân phái Mao Sơn cuống quyết chạy tới chỗ sư phụ của bọn họ rơi xuống. Còn may ông ta chỉ bị gãy mất trùng chiếc xương sườn do dư âm của vụ nổ, chứ không đến nỗi mất mạng. nên ông ta đã già rồi, e là quãng thời gian còn lại, chỉ có thể dùng để nằm trên giường mà thôi. Chuyện truyền nhân phái Mao Sơn bị thương, bị người ta thêm mắm giảm muối, rồi đồn đại ra ngoài. Vậy là đến cả đám thuật sĩ, chuyên lừa bịp cũng chẳng dám bén mảng tới. Ban đầu ông chủ vương không quan tâm lắm đến căn biệt thự này. Quả lắm thì niêm phong nó lại. Từ giờ về sau không đến nữa. Nếu không chọc vào thứ bên trong thì hẳn là không sao cả. Đáng tiếc, dù ông chủ vương không chọc vào thứ trong căn biệt thự, trùng Vân không chịu buông tha cho ông ta. Từ sau cái đêm xảy ra thảm kịch, ngày nào ông chủ vương cũng gặp một cơn ác mộng giống nhau. Chỉ cần ông ta đi ngủ, xem mơ đến cảnh đêm hôm đó trong căn biệt thự Ông ta gặp được ma nữ mau đen chảy dòng dòng trong gương kia. Sau đó, ông ta rơi vào trong một không gian u tối, xung quanh ông ta là những người thân chết oan trong căn biệt thự ngày hôm đó và cả những linh hồn quỷ oán khác mà ông ta không biết rõ lai lịch. Ông chủ vương thấy miệng bọn họ khi mở khi đóng, như thể đang nói gì đó với ông ta, thế nhưng tất cả những gì ông ta nghe được chỉ là những tiếng ong ong kỳ quái một lần ông chủ vương tỉnh dậy sau cơn ác mộng khắp người trên dưới đều ướt đẫm mồ hôi ông ta đang nghĩ ra đủ mọi cách để thử những cơn ác mộng chẳng những không chấm dứt mà càng ngày càng dữ dội hơn đến bây giờ ông chủ vương chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy ma nữ trong gương kia đang nhìn mình sau khi kể xong những chuyện mình gặp phải ông chủ vương thở hắt ra một hơi rồi nói với tôi và tuân mập tôi thật sự không biết phải làm gì nữa Hôm qua tôi đã tới Hồng Kông Định thỉnh một quẻ của Kim Mù Xem lành giữ thế nào Chỉ tiếc đến được Hồng Kông mới biết Kim Mù đã rửa tay gác kiếm Tôi lại tìm tới Nữ đệ tử Mạnh Linh Yên của ông ta Cô Mạnh đã tính một quẻ cho tôi Và nói đó là quẻ khảm Trong vòng 3 ngày này Tôi sẽ gặp một kiếp nạn Nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này Tôi có thể sống thêm mấy chục năm Còn nếu không vượt qua được thì xe đi theo những người thân đã chết trong căn biệt thự kia, linh hồn của tôi sẽ bị cầm tù vĩnh viễn không được siêu sinh. Tôi cũng là sợ quá để mới nhờ anh An tìm tới hai vị đây. Quẻ khảm là một trong bốn quẻ hung hiểm, tứ đại hung quái trong kinh dịch. Trong lòng ông chủ vương nói chuyện, tôi đang nhìn thấy có một luồng khí đen mơ hồ tỏa ra từ trong quần áo của ông ta đương hình như Tôn Bập không nhìn thấy Cậu ta nghe bi kịch của ông chủ vương Không khác gì chuyện tán gấu bình thường Còn hỏi Thế mà nữ đó có đẹp không? Sau khi ông chủ vương kể xong chuyện Thư ký An mới lên tiếng Tôi cũng biết hiện tại Là thời điểm các anh rất bận rộn Để các anh giúp đỡ chuyện này Là làm khó cho các anh Để tôi mắc nợ ân tình của nhà họ vương Năm xưa khi về nông thôn tham gia sản xuất Tôi từng bị sói hoang tấn công Trinh trà của Vương Tấn đã cứu tôi Đã các anh để mặt tôi Dù thế nào cũng phải giúp Vương Tấn chuyện này Không vấn đề gì Tôi mập mỉm cười đắc ý Cơ mà chuyện này liên quan đến ma quỷ Tôi cần thêm một người nữa đến hỗ trợ Nói tới đây Cậu ta nhìn sang ông chủ Vương Vì bất ngủ nghiêm trọng Mà mắt môi sám quét lại Nói với vẻ an ủi Ông chủ Vương cứ yên tâm với chúng tôi mà nói Chuyện này không là gì cả Chỉ cần người hỗ trợ kia đến Trong vòng 3 hoặc 5 ngày Sẽ giải quyết xong Ơt ừ, tôi nói đúng không Trong lúc bọn họ nói chuyện Tôi vẫn nghiêm túc nhìn vào đám khí đen Tỏa ra từ người ông chủ vương Thế tôn bầm hỏi tôi gật đầu ngay Đúng Nghe không có vẻ gì là vấn đề nghiêm trọng Nhưng hiện tại có chút việc nhỏ Ông chủ vương Phiền ông hãy cởi quần áo ra cái gì? Tôi cởi quần áo sao? Ông chủ vương không hiểu ý của tôi Nên quay sang Đến thoáng qua thư ký An Thư ký An càng không rõ tôi muốn làm gì Chẳng qua tôn bầm không hề phản đối Ông ta liền nói với vương tấn Anh ấy bảo anh cởi Thì cứ cởi đi Anh bạn này không phải người thường Anh tưởng người ta có ý đồ gì nữa hả Ông chủ vương đỏ mặt Cười bồi với thư ký An <laughs> Ý tôi không phải thế đều là đàn ông tôi sợ gì chứ nói xong liền cởi áo vest bên ngoài ra khi ông chủ vương cởi áo ngoài cùng ra khi đèn trên người tỏa ra càng nhiều hơn tôi liền bảo cởi tiếp đi cởi cả quần nữa cởi cả đồ lót bao giờ tôi nói ngừng thì ông hãy ngừng nói tới đây tôi đã rút kiếm tội dắt sau lưng ra chuẩn bị ưng biến sau khi khi đèn bám vào người ông chủ vương hoàn toàn xuất hiện đại sư anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi hả Ông chủ vương Cũng không phải người ngu ngốc Lập tức hiểu được ý nghĩ của tôi Lúc này vẻ mặt ông ta hơi bối rối Nhìn tôi rồi lắp bắp nói Chẳng lẽ có gì đó Trên người tôi hay sao Hết trường thứ ba Chúng ta cùng nghe tiếp chương 4 Cái hạn này quấn vào tôi rồi Người dịch Nguyễn Thị Mì Sau khi ông chủ vương Cởi nôn cái quần lót Tôi phát hiện có một vết bầm tím Ở má trong đùi ông ta Đám khi đen là mở tỏa ra từ nãy đến giờ Bắt nguồn từ nơi này Tôi chỉ vào vết bầm và nói Ông chủ vương Vết bầm của ông từ đâu ra Ông chủ vương suy nghĩ hồi lâu Và không nhớ ra vết bầm này xuất hiện từ bao giờ Ông ta hoang mang nhìn tôi Không biết tôi đã va vào đâu nữa Hình như trước khi chuyện kia xảy ra Thì chưa có nếu anh không nói tôi cởi quần áo Thì tôi cũng không biết Mình có một vết bầm như thế đấy Nói tới đây Ông chủ vương đưa tay định chạm vào vết máu ứ đấy Thấy ông chủ vương Định chạm vào vết bầm tím Tôi vội lên tiếng Nếu không phải muốn mơ thấy ác mộng nữa Thì đừng chạm vào nó Cậu nói này khiến ông chủ vương giận mình Lập tức ngước lên nhìn tôi Chính vết máu ứ này Đã khiến tôi liên tục mơ thấy ác mộng sao gần như thế thử là biết ngay vừa nói tôi vừa bảo ông ta ngồi thẳng người sau đó hướng mũi kiếm tội về phía vết máu bầm kia mũi kiếm tội càng tới gần thì khí đen đang lan tỏa liên tục tan đi rất nhiều nhưng nếu tôi bỏ kiếm ra khí đen lại khôi phục trạng thái ban đầu của nó hành động của tôi rất kỳ quặc trong mắt ba người xung quanh đến tôn bập công bố lại nhìn vết máu ứ trên đùi ông chủ vương rồi hỏi tôi Ơn, ờ, cậu phát hiện ra gì thế? Đùi ông chủ vương đến cũng không đến mức kinh khủng. Chuyện cắt chân này à, cũng chưa phải việc cậu làm được. Hay là đưa ông ta đến bệnh viện đi? Nói với tôi xong, cậu ta lại quay sang dọa cho vương tấn tái mét mặt mày. Ông chủ vương à, không sao đâu. Căn mất đùi còn hơn là mất mạng. Nhưng mà nếu ở vị trí này thì chắc phải để bác sĩ à, làm từng bước một nhỉ? tôi cũng không rõ chắc phải tháo từ dưới lên trên ấy à thôi đừng huyên thuyên nữa dù ông chủ vương không sao thì cũng bị cậu dọa cho gặp chuyện mất thôi đấy tôi đẩy tôn bẩm ra sau đó nói với ông chủ vương ông đừng nghe lời tôn đức thắng nói linh tinh cậu ấy chỉ sợ ông quá lo lắng nên định pha trò giải tỏa áp lực thôi có điều vết máu bầm trên đùi ông thật sự có vấn đề tôi muốn lấy máu bầm ra để xem tình hình bên trong thế nào. Để tôi không phải bác sĩ, là nữa có thể sẽ làm ông đau. Cố chịu đựng nha. Lâu này, mồ hôi trên mặt ông chủ vương, như hạt trâu đứt dây rơi xuống liên tục. Ông ta lương lự dây lát rồi nói, hay là đến bệnh viện đi. Tôi rất thân với một vị bác sĩ, có thể để ông ta tiêm thuốc tê trước hết. Giờ cho tôi và Tôn Mập đang dối tung cả lên Làm gì còn thời gian để bế ông ta đi bệnh viện chưa Tôi vợ như không nghe thấy gì Thoát cái Đã cắm mũi kiếm tội Và vết máu bầm trên đùi ông chủ vương Cắm sâu chừng 2-3cm Thì dừng khó bên có cắt phải dây thần kinh Của ông chủ vương không Mà ông ta lập tức hét ẩm lên Đau đớn đến mức toàn thân co giật Đợt mặt chảy ròng ròng Tôi lìa mũi kiếm sang bên Một khối máu đen đã cứng lại Bị lật ra từ vết bầm của ông chủ vương khôi máu đen vừa bị cắt ra khỏi cơ thể của ông chủ vương tiếng là hẹn của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trong phòng sau đó khôi máu đen kia sôi lên sùng sục dù đang nằm trên mũi kiếm như thể nó có sinh mệnh vậy nhưng chỉ được một lúc rồi có khói trắng bay ra khói bay ra càng nhiều thì vết máu đen kia càng có lại chỉ trong vòng mười mấy, mấy giây đồng hồ vết máu đen này hoàn toàn biến mất lần này không chỉ riêng mình tôi mà tất cả những người có mặt ở trong phòng đều nghe thấy rõ tiếng hét quái lạ ban nãy ban đầu cả thư ký an và anh trịnh đều tò mò thò đầu đến theo dõi hành động của tôi nhưng sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết kia thư ký an và anh trịnh sợ đến ngã người ra sàn chỉ có ông chủ vương mấy ngày nay gặp ác mộng liên tục có kinh nghiệm hơn nếu không ông ta hẳn đã ngất đi khi nhìn thấy một thứ như vậy được cắt ra khỏi cơ thể mình một hồi lâu sau Bọn họ mới bình tĩnh lại Người lên tiếng đầu tiên là Thư Ký An Dù sao ông ta cũng là người làm việc Tại Trung ương Đảng Kiến thức rộng hơn anh Trịnh Và ông chủ Vương nhiều Ông ta nói với tôi Thứ quỷ quái vừa rồi Chứ là nguồn cơn gây ác mộng cho anh Vương sao Anh thầm mà Không ngờ tuổi anh trẻ Mà năng lực lại cao như vậy Bước đầu tiên đã giải quyết được thứ bám trên người anh Vương Giờ chúng ta sẽ làm gì? Mọi người đưa ông chủ vương đến bệnh viện đi Vừa rồi tôi cắt hơi sâu Có khi đã cắt vào động mạnh chủ của ông ấy rồi Trong lúc nói những lời này Tôi nhấc bàn tay Đang giữ chặt vết thương của ông chủ vương ra Mau liền phun ảo ảo Không khác gì suối chảy Dân máy bệnh viện nằm ngay bên cạnh khách sạn Lại cấp cứu kịp thời Nên mấy tiếng sau Một cô y tá đưa ông chủ vương Còn chưa hết thuốc mê sang phòng bệnh riêng trong lúc ông chủ vương đang trong phòng phẫu thuật Tôi mầm đã gọi Dương Kiêu tới Rồi thuật lại chuyện xảy ra trong nhà ông chủ vương Cùng với vết máu tụ trên đùi ông ta Bị cắt gian như thế nào cho Dương Kiêu nghe Tôi Mập nói Anh Dương à Chuyện lần này đụng vào họng súng của anh này Không phải tôi nói chứ Điều khiển ma quỷ Không tính cụ ngô của chúng ta Dương Kiêu anh mà đứng thứ hai Thì còn ai dám đứng thứ nhất chứ Anh đây thế nào Hẳn vừa nghe đã hiểu chuyện bên ông Vương là sao rồi phải không? Chưa thể nói là hiểu được. Thuận quỷ thần thiên biến vạn hóa. Không đến hiện trường kiểm tra. Thì tôi cũng không dám cam đoan có chuyện gì xảy ra ở nơi đó. Nhưng từ những gì anh nói thì có vẻ chuyện không đơn giản đâu. Có lẽ vấn đề nằm ở căn nhà đó. Cũng có thể do ông chủ Vương làm ăn gây xích mích với ai. Rồi bị người ta trả thù mà không tiện nói ra Chúng ta cứ đợi người trong cuộc tình lại. Tôi còn chuyện muốn hỏi ông ta. Đợi tiếng sau, thuốc mê trong người ông chủ vương mới hết tác dụng. Sau khi mở mắt và nhìn những người xung quanh mình dây lát, ông chủ vương đột nhiên bật khóc. Lúc đầu, tôi nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc mê khiến ông ta bị đau. Nhưng sau khi nghe những gì, ông ta cố hết sức nói, tôi mới biết mình đã lầm. Ông ta nói, lâu lắm tôi mới được ngủ ngon đến thế cuối cùng cũng không phải nhìn thấy ma nữ kia dù có phải chịu thêm một đau nữa tôi cũng cam lòng đấy chúng tôi ở lại đợi thêm một lúc để cảm xúc của ông chủ vương lắng xuống dương kiều mới tỉ mỉ hỏi ông ta xem buổi tối hôm đó ở căn biệt thự của ông ta còn phát sinh chuyện gì ngoài chuyện ma nữ trong gương nữa không chỉ tiếc sau khi nhìn thấy ma nữ kia ông chủ vương đã cuống cuồng chạy tới một khách sạn trong thành phố chuyện gì đã xảy ra trong căn biệt thự sau đó ông ta không hề biết ban đầu ông chủ vương còn gọi một cuộc điện thoại đến trợ lý để thư ký nói chuyện với chúng tôi xem xem đêm hôm ấy còn chuyện gì xảy ra nữa hay không nhưng trợ lý của ông ta nói rằng sau khi hỏi thăm ba người ở lại biệt thự đêm hôm đó liền có ba phiên bản khác nhau tôi mầm không có thời gian đi giải quyết câu chuyện la sinh môn này nên đợi đến sáng liền để đám nhân viên của ông chủ vương khiến ông ta từ bệnh viện ra thẳng sân bay. Máy bay tư nhân của ông ta đã chờ sẵn, dù không cao cấp bằng máy bay của Quy Bất Quy. Nhưng người có thể sở hữu máy bay riêng trong nước hiện tại cũng xem như hiếm có khó tìm. Chú thích La Sinh Môn Một bộ phim điện ảnh kinh điển của Nhật Bản ra mắt vào năm 1950. Bộ phim đề cầm tới một vụ án giết người cương bức thông qua góc nhìn của rất nhiều nhân vật khác nhau một cách xây dựng vốn trước đó chỉ xuất hiện trong tác phẩm văn học một vụ án mạng rốt cuộc chỉ có thể có một sự thật nhưng do mỗi cá nhân trong quá trình thuật lại đã đứng trên góc độ có lợi nhất cho mình từ đó sự thật bị bóp méo khiến sự việc trở nên mơ hồ rắc rối tinh trung thực của mỗi lời kể được đào diễn để cho khán giả tự do lựa chọn qua đó mỗi người xem sẽ có riêng cho mình một cốt truyện theo họ là chính xác hết chú thích Trừ thư ký An và anh Trịnh Có việc bẩn không đi được Tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu Đều lên máy bay của ông chủ vương Không đến một giờ sau Đã hạ cánh xuống một sân bay nào đấy Của vùng Đông Bắc Lại đường đoàn xe của ông chủ vương đón đi tiếp Hơn một tiếng đồng hồ sau Chúng tôi ra sang một tuyến đường lạ So với đường quốc lộ nhộn nhịp vừa đi qua Con đường này không một bóng xe chạy Tuy nhiên biển chỉ đường ghi rõ ràng ba chữ tên đường như sau. Đường Vương Tấn. Trợ lý của Vương Tấn ngồi bên cạnh giải thích thay cho ông chủ của họ. Hòa giả ông chủ Vương đã đặc biệt xây hẳn một con đường dân thẳng ra quốc lộ chỉ vì căn biệt thự mới xây dựng kia. Chi phí xây đường cũng không tranh lệch nhiều với chi phí xây dựng tòa biệt thự lớn kia. Chúng tôi đi thêm chừng 10 phút thì nhìn thấy một căn biệt thự lớn tên mức khó mà nén được sự kinh ngạc ở đằng xa. Sau khi đi đến thích căn biệt thự, Dương Kiều yêu cầu tài xế dừng xe rồi nói với tôi và Tuân Mập. "Suốt xe, đi bộ một chút đi. Hết máy bay rồi ô tô, cũng đền lùng phải hoạt động một chút rồi. Rất lời, anh ta dẫn chúng tôi ra khỏi xe rồi bước từng bước về phía căn biệt thự kia. Mới đi được chừng năm chục bước, Dương Kiều đột ngột dừng lại, nên chăm chăm vào căn biệt thự phía xa rồi lầm bẩm Tại sao lại loạn như vậy chứ Thật là thú vị mà Hết chương 4 Hậu truyền quyền 8 Phần của ngày hôm nay Xin được kết thúc tại đây Vậy nhóm của Tôn Mập, ớt và Dương Kiêu Giải quyết vụ hồn ma này như thế nào Chúng ta sẽ cùng đón nghe Vào kỳ sau nha Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn nếu có thể Giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để có thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại